Sau khi trận bão Noru đi qua, rất nhiều người dân miền Trung đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trong khi chưa kịp thu dọn lại hậu quả đau thương mà cơn bão để lại, miền Trung lại tiếp tục đối mặt với các cơn mưa lớn có nguy cơ gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của áp thấp trên khu vực biển Đông. Sáng sớm 14 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đang cách đất liền Quảng Ngãi Bình Định khoảng 330 km, dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, hướng về miền Trung, gây mưa cho một khu vực rộng lớn từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên nhiều nơi có thể xuất hiện mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa lên tới trên 800 mm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7 từ 39 đến 61 km/h giật cấp 9. Dự báo trong ngày và đêm cùng ngày, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ sáng ngày 15 tháng 10, tâm bão áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đà Nẵng đến Bình Định với sức gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Trong ngày và đêm 15 tháng 10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ trong sáng mai, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vùng áp thấp sau đó tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây và suy yếu thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng mây lệch Tây nên áp thấp nhiệt đới đã gây mưa cho các tỉnh Nam Trung Bộ từ chiều 13 tháng 10. Nhiều nơi ghi nhận mưa rất to, như thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 94,8 mm, sông Hinh, Phú Yên 72,2 mm. Dự báo từ 14 tháng 10 đến hết ngày 16 tháng 10, mưa lớn còn tiếp tục tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 400 đến 600 mm, có nơi trên 800 mm. Thời gian mưa cao điểm nhất là từ 14 15 tháng 10. Cơ quan khí tượng khuyến cáo nên lũ hiện nay trên hầu hết các sông ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ đang ở mức cao, các hồ chứa đang điều tiết vận hành để đón lũ trong đợt mưa từ 14 đến 16 tháng 10, nhưng dung tích các lũ các hồ thủy điện không còn nhiều. Mưa lớn dồn dập có khả năng cao gây ra một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực trũng thấp, đồng bằng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Trong đó, nguy cơ ngập lục sâu ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tại Thừa Thiên Huế có 4 huyện với 58 xã, Quảng Nam có 7 huyện với 75 xã, Quảng Ngãi có 7 huyện với 74 xã có nguy cơ ngập lục, với độ sâu phổ biến từ 0,3 đến 0,6 mét.